truy cập ngay website anime59.com để đặt mua ốp lưng, móc khóa, giá đỡ điện thoại One Piece, Kimetsu no Yaiba, Dragon Ball, giá hạt rẻ mà chất lượng. Shop còn miễn phí giao hàng cho đơn hàng trên 99k nha các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Tổng Hợp. Monkey D. Luffy, thuyền trưởng băng hải tặc mũ rơm, cũng là nhân vật chính của bộ manga One Piece. Đây là thanh niên con ông cháu cha tiêu biểu, tuy trẻ trâu và máu liều nhiều hơn máu não, nhưng lúc nào cũng có người giúp hoặc thoát chết một cách thần kỳ. Bên cạnh đó là mức độ sát gái thượng thừa, nhiều lần khiến anh con ghẻ là Sanji phải học máu vì Kato. Mặc dù cục xúc, trẻ trâu và não mịn, nhiều lần bóp bi đồng đội cũng tự đẩy mình vào những tình huống dở khóc dở cười, nhưng bên cạnh đó Lù vẫn có những khoảnh khắc ngầu lòi. Đó là những hành động hoặc lời nói mà mình cá rằng anh em sẽ dùng mình mỗi khi xem lại. Vậy những khoảnh khắc đó là gì? Hôm nay, Truyện Tổng Hợp sẽ cùng các bạn điểm lại những pha thể hiện siêu ngầu của Luffy mũ rơm nhé. Lưu ý rằng đây chỉ là tổng hợp lại 10 khoảnh khắc ngầu nhất của Luffy dựa trên đánh giá của mình, chứ hoàn toàn không phải là một bảng xếp hạng. Hơn nữa, mình cũng bỏ qua những gì mà Luffy thể hiện trong các movie ngoại truyện. Ok, không phải để các bạn chờ thêm nữa, sau đây là những khoảnh khắc đó. Xếp thứ 10 là khoảnh khắc nụ cười của Luffy trên đài sử tử. Tại thị trấn Log Town, Luffy đã khiến cho các đồng đội phải trải qua một phen hú vía khi thằng Main bị chúa hề bớt ghi bắt và đưa lên đài hành hình. Chỉ vì chơi ngu, muốn xem nơi mà vua hải tặc bị xử tử trông như thế nào, Lunata đã nhảy một mạch lên đài hành hình và cũng không quên tuyên bố ước mơ của mình. Khi Buggy bảo Luffy có gì muốn chăn trối không, Lù đã dõng dạc hét lớn rằng: "Ta sẽ trở thành vua hải tặc." Trong lần này, chúng ta đã thấy quyết tâm trở thành vua hải tặc của Luffy là lớn đến thế nào. Ngay cả khi đối diện với cái chết, cậu vẫn mỉm cười, bởi cậu chấp nhận số phận và xem cái chết như một phần trên con đường thực hiện giấc mơ trở thành vua hải tặc của bản thân. Đối mặt với cái chết, Luffy không hề lo sợ mà lại mỉm cười với nó và nói lời vĩnh biệt các đồng đội của mình. Zoro, Sanji, Usopp, Nami, xin lỗi nha, tôi sắp chết rồi. Hành động đó của Luffy đã gây ra tác động mạnh tới hai nhân vật có mặt tại Lowway Town lúc đó. Một là Pato lòng mề, kẻ đã trở thành fan cuồng của Lù và băng hải tặc mũ rơm. Người còn lại chính là thánh hành Smoker. Từ đó ông ta đã truy đuổi nhóm của Luffy suốt cả đại hải trình. Smoker đã hỏi một thuộc cấp của mình: "Ê, ngươi nhìn thấy hải tặc nào cười trên đài hình bao giờ chưa?" Tinh linh đó cũng trả lời rằng dù hải tặc huynh hoàng cỡ nào, vào lúc sắp chết mặt cũng tái mét đầy vẻ tuyệt vọng. Nhưng thằng nhóc mũ rơm lại cười giống y hệt 22 năm trước Gold Roger đã cười ngay trên đài hình đó. Smoker nói với vẻ mặt có phần ngạc nhiên, pha cả một chút gì đó là sợ hãi. Việc chứng kiến một hải tặc trẻ tuổi lặp lại những gì mà vua hải tặc đã làm trước đó khiến Smoker kinh hãi và phải ra tay bắt bằng được Luffy trước khi băng mũ rơm trở nên lớn mạnh. Có lẽ khoảnh khắc này diễn ra từ những arc đầu tiên khi các đối thủ và sức mạnh của Luffy đều chưa quá lớn nên nó có phần mờ nhạt hơn. Hẳn nhiều bạn cũng không có nhiều ấn tượng với chi tiết này lắm, nhưng theo mình đây mới là hình ảnh minh họa chính xác nhất cho ý chí của Dee, cho ý chí kế thừa của Roger mà Luffy sở hữu. Việc hành quyết vua hải tặc ngay tại quê hương của Roger như một hình thức răn đe của chính quyền thế giới, và đài sử tử cũng được giữ lại như biểu tượng chiến thắng trước hải tặc. Tuy nhiên, bộ hành quyết năm đó bị Roger dùng để tạo ra kỷ nguyên đại hải tặc, và 22 năm sau, một hải tặc kế thừa ý chí của ông đứng trên đó tuyên bố mình sẽ trở thành vua hải tặc. Cú sét không rõ vô tình hay do Dragon gây ra đã cứu Luffy thoát chết, cũng đánh sập luôn cả đài sử tử. Đó như việc đánh sập luôn cả biểu tượng chiến thắng của chính quyền. Nụ cười của Luffy trước cái chết cũng như đang mỉa mai vào thứ công lý tuyệt đối của hải quân. Vì vậy, khoảnh khắc này xứng đáng là một trong những hành động ngầu nhất của Luffy. Khoảnh khắc thứ 9, bảo vệ lá cờ của Chopper tại Vương quốc Drum. Đó là khi tên Warpole cố ý bắn thủng lá cờ của Chopper. Luffy đã rất tức giận. Cậu biết rằng đó là thứ duy nhất mà bác sĩ Hiro lúc để lại cho chú tuần lộc Chopper. Và bản thân Luffy cũng biết lá cờ đối với hải tặc là quan trọng như thế nào, nên cậu đã dùng hết sức để bảo vệ nó, cũng là bảo vệ cho ước mơ và sự kế thừa ý chí của Chopper. Warpole sau đó ra sức bắn vào Luffy, nhưng cậu vẫn đứng đó một cách hiên ngang với lá cờ của Chopper trên tay. Luffy đã hét lớn rằng: "Đây không phải thứ mà ngươi có thể phá hủy hay cười nhạo." Chính điều này đã khiến Chopper vô cùng kính trọng Luffy và xin gia nhập băng mũ rơm để làm thực phẩm dự trữ. Kể từ đó, Luffy có thêm một thành viên cho băng hải tặc của mình với vai trò là bác sĩ. Cho dù là con người hay tuần lộc hoặc chú cá voi Laboon, Luffy cũng luôn tôn trọng ước mơ của tất cả. Và kể cả mới gặp hay quen biết từ lâu, cậu cũng đứng ra bảo vệ cho ước mơ của họ. Lời hứa của Luffy với chú cá voi Laboon cũng là một chi tiết cảm động. Tuy nhiên, thì hình ảnh Lù đứng trên nóc lâu đài với lá cờ của Chopper, bất chấp tiếng Warpole tấn công như thế nào thì cậu vẫn bảo vệ nó, thực sự là một màn thể hiện ngầu lòi. Xếp thứ 8 là khoảnh khắc đội chiếc mũ rơm cho Nami tại Along Park. Tên khốn nó dám chọc hoa tiêu của anh khóc, thằng nào mà to gan thế? Xin thưa rằng Along đã cắt chế. Khi đó Nami chỉ vì muốn kiếm đủ 100 triệu Bailey để mua lại ngôi làng từ Along nên đã phải lừa nhóm Luffy. Tuy nhiên, Lù không những không trách cô mà còn quyết tâm đi tìm cô về làm hoa tiêu cho bằng được.
Khi tới nơi, dù Nami có xua đuổi như thế nào thì Luffy vẫn ở đó, đợi để giúp đỡ Nami. Sự bao dung với mọi lỗi lầm của phụ nữ này của Lu có vẻ còn ga lăng hơn cả Sanji nữa. Và trước sự tàn nhẫn của Long, Nami đã bật khóc. Cô lấy dao tự đâm vào tay mình để rạch tát hình xăm biểu tượng của băng áo Long. Tuy nhiên, Luffy đã xuất hiện để ngăn Nami lại và chỉ đợi Nami mở lời cầu cứu, Lu ngay lập tức hét lớn rằng: "Đương nhiên là thế rồi." Không như thế, cậu còn đội chiếc mũ rơm bất ly thân lên đầu cho Nami. Sau đó Nami cũng nhớ ra từng có lần Luffy nổi khùng và quát rằng: "Đừng động đến cái mũ của ta." Lúc đó có lẽ Nami hiểu chiếc mũ quan trọng với Luffy ra sao và hành động vừa rồi của Lu có ý nghĩa là gì. Cho tới nay thì Nami cũng là người duy nhất được Luffy gửi chiếc mũ rơm. Không rõ đấy có phải dấu hiệu gì từ Thánh Oda hay không. Bỏ qua việc dạy gái hay gì gì đó thì hành động tuyên bố sẽ đập Along và đội chiếc mũ cho Nami vẫn là một trong những khoảnh khắc ngầu nhất của Luffy mà mình từng thấy. Không phải cứ đánh bại kẻ mạnh hay tuyên bố hùng hồn mới là ngầu. Đôi khi đơn giản đó chỉ là những hành động vì bạn bè, vì những người mà ta quý trọng, đặc biệt là bảo vệ con gái hay kẻ yếu. Những kẻ làm được như vậy mới thực sự đáng ngưỡng mộ. Khoảnh khắc thứ 7 là lần đầu sử dụng Gear 2. Đây là lúc Luffy cùng mọi người tới Enies Lobby để cứu Robin. Luffy giao chiến với Blue Enel của CP9. Sau khi đã bị hạ gục dễ dàng tại Water 7, chúng ta cũng đang tự hỏi rằng liệu Luffy sẽ chiến thắng và cứu Robin như thế nào khi xông tới tận Enies Lobby. Cuộc chiến với Blue Enel cũng không có vẻ gì cho thấy rằng Luffy tỏ ra vượt trội để đủ sức solo với Rob Luffy. Cho tới khi cậu sử dụng tới kỹ thuật mới của mình, đó chính là Gear 2. Khi đó Luffy đã cười khi nói với Blue Enel rằng: "Không tốt rồi, nếu cứ như thế này thì không tốt chút nào. Sau khi bị Aokiji đánh bại, ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu có nhiều kẻ mạnh như hắn xuất hiện ở đường đi phía trước thì ta phải mạnh hơn nữa, nếu không ta sẽ không thể bảo vệ đồng đội. Có thể đồng đội của ta không phải là mạnh nhất, nhưng ta vẫn muốn phiêu lưu cùng với họ. Vì thế ta phải mạnh mẽ hơn nữa, nếu không ta sẽ mất tất cả." Dứt lời thì đó chính là lúc chúng ta được chiêm ngưỡng sức mạnh của Gear Second. Kể từ thời điểm đó, Luffy hoàn toàn áp đảo Blue Enel và khiến cho fan vô cùng phấn khích. Phải nói rằng mình ấn tượng không chỉ bởi sức mạnh của Luffy mà còn là lý do mà cậu trở nên mạnh hơn. Tất cả là để bảo vệ đồng đội. Mạnh lên không phải là để cướp phá hay thống trị, mà Luffy chỉ muốn bảo vệ đồng đội của mình khi gặp những đối thủ cỡ Aokiji. Bởi đồng đội không mạnh nên cậu phải mạnh. Xem tới đây thì chắc chắn chúng ta đều hiểu lý do mà Luffy giành được sự tin tưởng tuyệt đối của các thuyền viên lẫn đồng minh sau này. Bất cứ vấn đề gì hay đối thủ nào, mạnh tới đâu thì họ đều tin rằng Luffy sẽ xử lý được. Tất cả mọi người đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để không trở thành gánh nặng của thuyền trưởng. Còn lại đã có Luffy lo. Sau đó Luffy cũng còn hai hành động khác rất ngầu tại Enies Lobby, là khi ra lệnh cho Sogeking King bắn rụng lá cờ và tuyên chiến với cả thế giới, và khi solo với Rob Luffy. Tuy nhiên mang lại cảm giác phấn khích cao độ nhất vẫn là lần đầu tiên Luffy sử dụng tới Gear 2. Cuối màn giao đấu với Blue Enel, Lu còn làm cho fan vừa hồi hộp vừa hào hứng khi cắn ngón tay chuẩn bị sử dụng Gear 3. Điều đó làm chúng ta tò mò và hưng phấn khi biết rằng còn một kỹ thuật nữa mạnh hơn cả Gear 2 sẽ được sử dụng để hạ Luffy. Chính bởi điều đó nên dù cuộc chiến với Rob Luffy có mãn nhãn tới đâu cũng không làm cho mình phấn khích bằng cảm giác khi Lu dùng Gear 2 bón hành cho Blue Enel. Khoảnh khắc thứ 6 là One Hit Bellamy. Chắc chắn đây là một trong những khoảnh khắc không thể nào quên đối với các fan của One Piece. Trên hành trình tìm đường tới đảo trên trời, ba mũ rơm đã chạm trán với Bellamy Linh Cẩu, một đại tặc sở hữu trái quỷ lo so. Hắn đã cười nhạo Luffy khi biết rằng cậu có ý định lên đảo trên trời và tìm kho báu One Piece. Bellamy cho rằng thời đại mà hải tặc có giấc mơ đã kết thúc rồi. Đương nhiên Luffy không chấp những kẻ như vậy, giống thân tượng của cậu là Shanks. Mặc dù Bellamy có gây sự hay làm gì đi nữa, Luffy cũng không phản ứng lại. Cậu cũng ra lệnh cho Zoro không được ra tay với bọn chúng, mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Chưa bao giờ Luffy và Zoro lại chịu nhịn như vậy khi bị đánh, còn Nami là người luôn muốn tránh rắc rối, lại kêu Luffy đánh trả. Nhưng không phải Luffy không dám đánh mà cậu không muốn bẩn tay với những kẻ sống mà không có ước mơ lẫn bản lĩnh của một hải tặc thật sự như Bellamy. Chính Dâu Đen cũng nói Luffy và Zoro mới là những người đã chiến thắng trận chiến đó. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Bellamy còn cả gan đụng tới cả bạn của thằng Main mà không biết nó vừa đá đít Crocodile và được cho thưởng tới 100 triệu. Sau khi hắn cướp hết số vàng và làm bị thương liên minh Saruyama, Luffy đã rất tức giận. Cậu đã chạy một mạch tới chỗ Bellamy để đòi lại số vàng, tất nhiên là cả dạy cho hắn một bài học nữa. Bellamy vẫn coi thường Luffy nhưng hắn ngay lập tức đã phải nhận trái đắng. Hắn liên tục nhảy nhót và lảm nhảm những câu khó nghe, tuy nhiên Lù cũng chứng minh giang hồ thực sự và giang hồ mõm khác nhau như thế nào. Chỉ với một đấm, năm ngón tay được xăm lên mặt của Bellamy khiến tất cả những kẻ chứng kiến kinh hãi. Đó chính là sức mạnh thực sự của 100 triệu Belly. Cú đấm đó để trả lại tất cả những gì mà hắn đã gây ra chỉ với một cú đấm hạ gục Bellamy cho hắn thấy khoảng cách với sức mạnh là xa như thế nào. Cú đấm đó cũng khiến fan cảm thấy vô cùng thích thú và hả dạ.
Chắc chắn khi đọc lại thì không ai có thể bỏ qua đoạn này, phải không nào? Armin ngầu như vậy cơ mà. Vậy khoảnh khắc thứ 5 là khoảnh khắc đấm bay Thiên Long Nhân vào cuộc trò chuyện với Rayleigh. Có vẻ như Luffy đã thấm nhuần tư tưởng của Shanks, thần tượng lớn nhất của mình. Shanks sẵn sàng bỏ qua bất kể thứ gì, dù có bị cười nhạo như thế nào hay đổ rượu lẫn thức ăn lên người, thậm chí nhổ vào mặt Shanks khi anh ta vẫn có thể cười. Chỉ duy nhất một điều mà Shanks không bao giờ tha thứ đó là kẻ dám động tới bạn bè mình. Khi Shanks tuyên bố điều đó với thủ lĩnh của đám sơn tặc, có thể nói mặt trời chân lý đã rọi vào tim của cậu nhóc Monkey D. Luffy ngày đó. Để rồi Lu cũng quyết tâm trở thành một hải tặc giống như Shanks, thậm chí là vượt qua cả anh ta. Và khi trở thành hải tặc có tiếng tăm, là một trong các siêu tân tinh tới được Sabaody, Luffy vẫn hành động y như vậy. Không cần biết là ai, có mạnh hay quyền lực tới đâu, nếu dám động tới bạn bè của cậu thì cậu sẽ không tha. Đó là lý do Luffy ra tay đấm bay tên Thiên Long Nhân trong nhà đấu giá, bất chấp hậu quả là một đô đốc sẽ được gửi tới và bản thân cậu cùng đồng đội sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên không một ai trách cứ Luffy nửa lời, bởi hành động đó là vì bảo vệ bạn bè. Cũng tại Sabaody, Luffy đã được gặp và trò chuyện với Rayleigh, thầy dạy Haki cho cậu sau này. Cuộc nói chuyện đó cùng hành động tấn công Thiên Long Nhân đã khiến ông Ray vô cùng ấn tượng và thừa nhận chiếc mũ rơm đó rất hợp với Lù. Khi đó Usopp định hỏi Rayleigh về One Piece, Lù đã ngăn lại và tuyên bố sẽ bỏ làm hải tặc nếu Usopp dám hỏi bất cứ điều gì về One Piece. Đơn giản bởi Lù không muốn cuộc phiêu lưu chán ngắt, điều đó làm Rayleigh vô cùng ấn tượng. Nếu không thừa nhận Luffy, chắc chắn Rayleigh sẽ không lặn lội tới Amazon Lily để dạy Luffy. Và bạn có phản đối hành động này của Luffy không? Các bạn cũng thấy nó ngầu chứ? Khoảnh khắc thứ tư là khoảnh khắc bộc phát Haki Báo Vương. Lần đầu tiên Luffy bộc phát Haki Báo Vương là tại Amazon Lily, từ đó giúp cậu chinh phục trái tim của nữ hoàng hải tặc Boa Hancock. Nhưng lần phát ra Haki Báo Vương tại Marineford của Luffy mới thực sự ấn tượng, bởi trận chiến đó được truyền đi khắp thế giới. Ngay trước mặt những hải tặc hùng mạnh nhất cùng lực lượng tinh nhuệ nhất của tổng bộ hải quân, Monkey D. Luffy đã bộc phát Haki Báo Vương khi Ace sắp bị xử tử. Haki của cậu đã làm bất tỉnh một lượng lớn những kẻ có mặt ở đó. Dù cho chỉ sử dụng nó trong vô thức và hoàn toàn không biết cách kiểm soát nó, nhưng điều đó cũng khiến cho cả dâu trắng hay các đội trưởng phải ấn tượng. Đương nhiên các phó đô đốc và đô đốc hải quân thì thừa nhận mối đe dọa trong tương lai tới từ Luffy và Akainu hạ quyết tâm giết cậu bằng được. Pha bộc phát Haki Báo Vương đó của Lu còn ngầu hơn cả lúc đối đầu với ba đô đốc tại quảng trường. Giữa ngầu và liều mạng tuy hành động có thể na ná nhau nhưng lại khác rất xa. Kiểu như nếu một soái ca nào đó phóng xe với tốc độ bàn thờ để đuổi theo cướp bất chấp nguy hiểm thì rất ngầu. Còn mấy thằng cũng phóng như bay để tranh cúp bát hương vàng thì lại bị gọi là trẻ trâu vậy. Nếu giờ ai hỏi Luffy rằng tại sao khi đó lại liều lĩnh như vậy, chắc thằng Main sẽ trả lời rằng đó là do tuổi trẻ chưa trải sự đời, lúc đó tôi nghĩ như thế là ngầu. Đôi chút vậy thôi chứ xem manga hay anime thì ngầu thật các bạn ạ. Tuy nhiên để chọn thì mình vẫn chọn khoảnh khắc Luffy bộc phát Haki Báo Vương. Nó không chỉ gây ấn tượng với dâu trắng mà còn khiến những đô đốc hải quân phải e dè. Vì vậy nên nó ngầu hơn khi Lù một mình đối đầu ba đô đốc. Khoảnh khắc thứ 3 là khoảnh khắc hạ gục 50.000 người cá bằng Haki Báo Vương. Tại ác đảo người cá, Luffy đã thể hiện cực ngầu khi xuất hiện và bất ngờ tung ra một cú đá rất mạnh vào bụng Hody, giúp hắn không kịp kêu cứu. Theo đúng như kế hoạch mà Jinbei đã nói, Luffy trốn trong bụng cá mập và xuất hiện như người hùng khi công chúa Shirahoshi cầu cứu. Tất nhiên Lù và băng mũ rơm không khiến cư nhân đảo người cá phải thất vọng dù trước mặt là 100.000 tên địch của băng hải tặc người cá mới. Lúc này Luffy đã thể hiện thành quả trong 2 năm tập luyện của mình, chỉ với một cái chừng mắt, 50.000 tên đã bị hạ gục. Điều đó khiến cho Jinbei lẫn các thành viên khác trong băng không khỏi bất ngờ. Cô công chúa Shirahoshi thì vô cùng ngưỡng mộ, còn các fan thì khỏi phải nói, đó là sự phấn khích tột độ, xen lẫn cảm giác gai người khi chứng kiến sức mạnh của Luffy sau time skip. Chị đen cho Hody và lũ thuộc hạ của hắn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, mặc dù nó chưa mạnh bằng Shanks hay Rayleigh vì Oda nói họ có thể hạ 100.000 người cùng lúc. Nhưng rõ ràng đó là sự tiến bộ vượt bậc của Luffy. Cậu có thể vận dụng Haki Báo Vương một cách nhuần nhuyễn, có thể lựa chọn mục tiêu chịu tác động chứ không làm ảnh hưởng tới người vô tội. Đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng chú ý nhất của Lu ở đảo người cá và là một trong 10 khoảnh khắc ngầu nhất từ trước tới nay của anh Main. Khoảnh khắc thứ hai là khoảnh khắc giữa Luffy và Doflamingo. Trong cuộc chiến với Doflamingo có tới 2 khoảnh khắc mà Luffy khiến cho độc giả phấn khích. Thật khó để chọn ra một nên mình sẽ gộp lại luôn. Đầu tiên là tình huống dùng chân để cứu Law. Khi đó Luffy đã cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ, không còn tranh việc đập boss nữa mà giao nó cho Law. Khi Law thất bại trong việc kết liễu Doflamingo thì Luffy mới ra tay. Ánh mắt của Luffy khi đối diện Doflamingo thực sự khiến mình ấn tượng. Cùng với đó là cú đá tạo ra hiệu ứng Haki Báo Vương đối chiến khiến cho Law lẫn Chainbowl bất ngờ. Tuy nhiên khoảnh khắc mà Luffy bật Gear 4 mới thực sự làm chúng ta phải dùng mình. Khi đó cả Gear 2 lẫn Gear 3 có kèm Haki vũ trang của Luffy đều vô dụng trước sức mạnh của Doflamingo. Hắn còn chế nhạo Luffy rằng: "Ngươi chỉ là một tên hải tặc thấp kém, vậy mà còn đòi làm anh hùng sao? Lại còn dám cản đường ta." Ngay lúc đó Luffy đã đáp trả một cách đanh thép rằng:
không, chính ngươi mới là kẻ cản đường ta. Ngươi đã làm những người bạn của ta phải than khóc, ngươi chọc giận đồng đội của ta. Hơn thế nữa, ngươi vẫn còn tác oai tác quái gây nên bao sự chết chóc. Đó là lý do ta lãnh trách nhiệm hạ gục ngươi, ta sẽ không để bất cứ ai phải chết nữa. Và sau đó là chính ngươi và cái lồng chim của ngươi mới đang cản bước tiến của ta. Sang số 4. Mình cá là bất cứ ai cũng nổi da gà khi xem xong đoạn này, đặc biệt là lần đầu đọc manga. Chapter 387 là lần đầu tiên Luffy sử dụng một kỹ thuật đặc biệt, đó là Gear 2. Sau time skip, Luffy đã trình làng Gear 4 hoàn toàn mới vào chap 783. Một sự vô tình nhưng đầy cố ý tới từ vị trí của Thánh Oda, chapter này đã gây ra cơn sốt mạnh mẽ khi ra mắt. Rất nhiều dự đoán về sức mạnh của Gear 4 đã được đưa ra, cùng việc Doflamingo sẽ bị hạ gục như thế nào. Tất cả đều bắt nguồn từ câu nói, sang số 4 của Luffy. Cho tới hiện giờ, không riêng gì của Luffy mà tất cả các nhân vật trong One Piece cũng hiếm có khoảnh khắc nào khiến fan đứng ngồi không yên như vậy. Đó chắc chắn là thứ mà chúng ta sẽ phải còn xem lại nhiều lần. Và cuối cùng, xếp thứ nhất là khoảnh khắc Luffy với tư lệnh ngọt Katakuri. Không bao giờ quay lưng lại với kẻ thù và không rời mặt khỏi kẻ đó, bởi nếu để đối phương thoát đi được, đồng đội sẽ gặp nguy hiểm. Đó chính xác là những gì mà Luffy đã nghĩ khi đối đầu với Rob Lucci. Nó tiếp tục được thể hiện khi cậu tung lấy Katakuri vào thế giới gương, một mình ở lại cản kẻ có mức truy nã hơn 1 tỷ berry để cho đồng đội tẩu thoát. Tuy nhiên nó vẫn chưa ngầu bằng lúc Lu sử dụng Haki Báo Vương đấu với Katakuri. Katakuri đã thể hiện mình là đối thủ được fan yêu thích nhất của Luffy khi anh tự đâm mình để trận đấu trở nên công bằng hơn. Sau đó xin lỗi Lu về sự cố không mong muốn do Flampe gây ra. Đúng là Katakuri rất ngầu, nhưng thằng Main nó còn ngầu hơn với tuyên bố: trong một trận đấu của hải tặc không có gì gọi là chơi bẩn cả. Lỗi là của ta khi không né được mũi kim đó. Ngay sau đó Katakuri đã mỉm cười, một sự thừa nhận dành cho đối thủ khó nhằn nhất mà anh ta gặp trong đời. Đám khán giả này thật ồn ào quá. Dù sao chúng cũng sẽ không chịu nổi điều sắp xảy ra đâu. Và hai con quái vật dùng Haki Báo Vương đấu nhau khiến Flampe cùng toàn bộ đám lâu la bất tỉnh. Ngay thời khắc đó Katakuri đã thừa nhận Luffy là đối thủ đồng cân đồng lạng. Luffy đã thể hiện một suy nghĩ chững chạc vượt bậc khi không nhận lời xin lỗi của Katakuri, bởi cậu cho rằng đó là chuyện bình thường khi hải tặc đánh nhau. Còn nhận lỗi về mình, đổ lỗi là khi gặp thất bại là hành động của kẻ yếu đuối, nhưng Lù nhà ta bao ngầu khi nhận lỗi về mình dù được đối thủ xin lỗi. Katakuri mỉm cười bởi anh ta vui khi được chiến đấu với người như Luffy. Câu nói "đám khán giả của chúng ta ồn ào quá" của Katakuri có thể là một phép thử khác dành cho Luffy, với hàm ý hạ gục bọn chúng bằng Haki Báo Vương. Không rõ Luffy thông minh tới mức hiểu được ý định của Katakuri hay do Haki quan sát đã được luyện thành mà ngay lập tức đáp lại cùng việc sử dụng Haki Báo Vương của mình để chống lại Katakuri. Sau đó Katakuri đã thừa nhận Luffy ngang hàng với mình, còn Lu tiếp tục khẳng định mình sẽ là người chiến thắng. Đây là thời khắc Luffy của chúng ta đạt được bước tiến lớn về sức mạnh khi Haki quan sát tiệm cận trình độ của Katakuri, thậm chí Haki Báo Vương cũng ngang ngửa. Trên hết là tinh thần thượng võ, tôn trọng lẫn nhau của cả hai đã khiến trận đấu này trở thành trận đấu được yêu thích nhất cho tới nay trong One Piece. Còn về Luffy, khoảnh khắc đó các bạn có thấy ngầu không? Mình thì cực kỳ phấn khích nên đã đưa nó vào trong top 10 này. Cuối cùng, Luffy comeback One Hit Pacifista. Trong top 10 bên trên hoàn toàn là mình liệt kê chứ không xếp hạng. Nhưng riêng trường hợp đặc biệt này, mình sẽ luôn đặt nó ở vị trí đầu tiên nếu có ai đó hỏi mình về khoảnh khắc nào là ngầu nhất trong One Piece. Vì vậy, mình xếp khoảnh khắc Luffy áp đảo một con người máy Pacifista ở vị trí số 0 trong danh sách. Vì sao mình lại xếp cảnh này đứng nhất ư? Đơn giản bởi nó quá ngầu, theo đúng nghĩa đen. Không cần có nước mắt, không có cả một câu chuyện cảm động đằng sau cú đấm, cũng không phải cú đấm giáng xuống để bảo vệ bạn bè, mà đây là cú đấm thể hiện cho sự chênh lệch đẳng cấp. Còn nhớ 2 năm trước, cũng tại nơi này, Luffy cùng cả băng hợp sức mới hạ nổi một con Pacifista sau khi bị nó hành cho ra bã. Còn hiện tại vẫn là Pacifista, thậm chí đã được nâng cấp tại Sabaody. Trước mặt của gã Sentomaru kia, Luffy đã trình diễn một sức mạnh áp đảo, cậu hoàn toàn vượt trội, chỉ một đấm đã hạ gục con Pacifista, làm cho toàn bộ hải tặc lẫn hải quân ở đó kinh ngạc. Đó là một màn comeback không thể ấn tượng hơn của Luffy, cũng là một lời tuyên bố với cả thế giới rằng băng mũ rơm đã trở lại và lợi hại hơn rất nhiều. Họ đã có đủ khả năng bước vào tân thế giới. Còn Luffy, như lúc cậu dang rộng hai tay tạm biệt Rayleigh đã nói, cậu sẽ trở thành vua hải tặc. Với đẳng cấp vượt trội đã thể hiện, cậu tự tin sẽ làm được. Và việc Rayleigh tới xem học trò của mình có cần giúp gì không xem ra khá thừa. Nhưng ông lại được chứng kiến sự ngầu lòi của thằng đệ tử, còn mình cũng phải xúc động nổi da gà sau khi xem cảnh Luffy hạ gục Pacifista và từ biệt Rayleigh. Vì vậy mình sẽ xếp khoảnh khắc này ở vị trí cao nhất trong top những khoảnh khắc ngầu nhất của Luffy. Vậy là chúng ta cũng đã ngược dòng lịch sử, lật lại quá khứ cũng như sự tiến bộ với những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Luffy rồi nhỉ. Vẫn còn những khoảnh khắc thú vị khác của anh Main, ví dụ như màn Haki đối chiến với Don Chinzao tại đại đấu trường. Tuy nhiên để liệt kê ra hết cũng khá tốn thời gian, và trên đây là những khoảnh khắc mà theo mình là ấn tượng nhất. Còn các bạn, theo các bạn đâu mới là pha khuôn ngầu ấn tượng nhất của Luffy?
và mình còn sót khoảnh khắc nào nữa hay không? Hãy cho mình biết ở phần comment nhé. Còn video lần này đến đây là hết rồi. Nếu thấy hay đừng quên ấn like, subscribe để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.